cái thân tái sinh của vị Đạt Đa Lạt Ma đời thứ 14 hiện tại như chúng ta đang biết hay gọi là Đức Đạt Đa Lạt Ma. Hôm nay đủ duyên ngày về đây để thăm và thuyết pháp cho đại chúng. Xin tiếng rống của con sư tử, tất cả các loài thú ở trong rừng đều khiếp sợ.